Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công an Việt Nam yếu nghiệp vụ, chuyên môn nhưng lại rất giỏi bịt mõm. Sau vụ 30 người mặc đồ giản dị xả súng vào hai đồn công an xã, lực lượng công an bị chết và bị thương vong quá nhiều cho thấy công an xã ở hai xã này yếu kém như thế nào. Thêm vào đó, những hành động thà bắt lầm còn hơn bỏ sót của chính quyền cộng sản cho thấy họ đang yếu kém thực sự. Quân số công an Việt Nam cả chính quy lẫn không chính quy lên đến hàng triệu người. Thế nhưng họ xử lý những khủng hoảng tấn công vũ trang vô cùng tệ hại. Như vậy làm sao họ bảo vệ được người dân? Sai thì nhận, yếu kém để sửa, đấy mới là cách để một chế độ tốt lên. Tuy nhiên, với Đảng Cộng sản thì không bao giờ hành xử như vậy, dù cho dưới thời ông Tổng Bí thư nào vẫn như thế. Nếu Đảng sai thì dân phải cầm họng, nếu dân nói Đảng sai thì sẽ bị trừng trị. Những cái sai của Đảng được bộ máy tuyên truyền khổng lồ che đậy, chứ Đảng không bao giờ chịu sửa. Công an Việt Nam bịt mõm dân khi bị bóc phốt. Ban tuyên giáo, Bộ Thông tin Truyền thông chỉ biết tìm cách tấn công lại những chỉ trích trên truyền thông mạng xã hội, còn lực lượng công an chỉ biết ra sức bắt bớ những người bóc phốt chế độ. Nếu nhẹ thì phạt tiền, nếu nặng thì bỏ tù. Ngoài ra còn có lực lượng công an tác chiến trên mặt trận điện tử để đánh phá những trang web và những tài khoản trên mạng xã hội dám bắt phốt Đảng. Với tầng lớp như vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam vững tin rằng họ làm sai thì họ sẽ có cách để không cho ai bóc phốt, không cho ai có thể lên tiếng. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả là Đảng Cộng sản không bao giờ chịu thay đổi để tốt lên. Vào ngày 13 tháng 6, báo chí cho biết một người đàn ông 38 tuổi bị Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt tới 5,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức. Căn cứ theo Nghị định số 15/2020, người đàn ông này sống tại Hộ Hội An. Điều đang nói là báo chí không chia sẻ nội dung bài viết của người này để bạn đọc kiểm chứng xem anh ta xuyên tạc ở điểm nào. Nghiệp vụ thì kém và sợ chết, nhưng công an đẩy nhiệm vụ nguy hiểm cho hiệp sĩ đường phố. Tốt khoe, xấu che là bản chất của chế độ Đảng Cộng sản. Những gì họ giấu có nghĩa là những điểm đen thực sự mà họ đang có. Họ sợ người dân biết được. Được biết, những tài khoản Facebook bị chính quyền quy kết là phản động thường không ngần ngại chia sẻ những thông tin trái chiều mà chính quyền thường dựa vào đó để quy kết và chụp mũ cho họ. Những người ngay thẳng, những người dám nói lên sự thật thì chẳng bao giờ phải giấu giếm điều gì. Theo lý thuyết thì lực lượng công an là lực lượng được sinh ra để bảo vệ nhân dân. Nhưng mà lực lượng này có khả năng tác chiến tệ như ở trong vụ Đồng Tâm hoặc vụ Đắk Lắk thì làm sao có thể bảo vệ được sự bình yên cho dân chúng. Cho nên người dân có quyền đặt câu hỏi, có quyền phân tích và có quyền chỉ trích những điều này. Một người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những cuộc ẩu đả chém nhau giữa các nhóm giang hồ rất nguy hiểm đối với người dân. Khi xảy ra vụ việc như vậy, dân gọi điện thoại cho công an, nhưng khi đang còn hỗn chiến, công an không bao giờ xuất hiện, mà họ đợi đến khi tàn cuộc, khi chuyện đã rồi, họ mới đến. Người này đặt câu hỏi rằng những người công an được đào tạo nghiệp vụ bằng tiền thuế của dân, được trang bị vũ khí bằng tiền thuế của dân và được hưởng lương cũng bằng tiền thuế của dân. Vậy thì trách nhiệm của họ ở đâu trong lúc người dân đang gặp nguy hiểm? Thời ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an thì binh yếu tướng đông. Tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, cảnh sát hình sự thì đông như quân nguyên, nhưng hồi rồi họ lại để nhiệm vụ săn bắt cướp cho các hiệp sĩ đường phố. Có trường hợp hiệp sĩ đường phố phải bỏ mạng vì máu liều làm thay việc của cảnh sát hình sự. Với lực lượng như vậy thì làm sao họ có thể bảo vệ được sự bình yên cho dân chúng? Thiết nghĩ với sự yếu kém như thế, ông Tô Lâm cần phải chi ngân sách ra để huấn luyện tốt hơn cho công an. Cần phải đuổi hết những công an viên vô dụng, dùng quỹ lương đó để nâng lương cho những người có nghiệp vụ giỏi và có trách nhiệm. Tại sao ông Tô Lâm không chịu làm? Quý vị và các bạn vừa theo dõi trên truyền hình trực tiếp với bản tin Công an Việt Nam yếu nghiệp vụ chuyên môn nhưng lại rất giỏi bịt mõm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Đắk Lắk cướp đất, dân nhận cú hồi mã thường. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2023, tờ báo Đắk Lắk điện tử có bài viết huyện Cư Grun cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Nội dung của bài viết được chia sẻ như sau. Bài báo của tờ báo Đắk Lắk điện tử. Ủy ban nhân dân huyện Cư Grun cho biết huyện Cư Grun sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, đoạn đi qua địa bàn xã Ethiu và hã Ethiu, huyện Cư Grun. Cụ thể, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Việt Thắng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Ethiu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Việt Đức và các hộ gia đình cá nhân có liên quan đang nhận khoán canh tác trên phần diện tích đất của các công ty nói trên do không thực hiện việc bàn giao mặt bằng đất đã thu hồi tại quyết định số 1789 vào ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cư Grun để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng sẽ diễn ra trong tháng 3 năm 2023. Đến nay, huyện Cư Grun đã thành lập ủy ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Phú Hanh làm trưởng ban. Ủy ban nhân dân huyện Cư Grun giao cho ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là cơ quan thường trực tham mưu để triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Hình ảnh vụ Đặng Ngọc Viết cũng xảy ra cách đây 10 năm. Trên đây là nội dung bài viết về quy định cưỡng chế thu hồi đất tại hai xã Ethiu và xã Ethiu, huyện Cư Grun cho đến nay, sau 4 tháng cưỡng chế thì vụ án mạng đã diễn ra giết chết 4 công an và 2 cán bộ xã. Đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, nếu đào sâu nguyên nhân thì cũng có thể bới ra bàn tay cho chính quyền gây ra oan khuất mà thôi. Trong lịch sử có quá nhiều vụ chính quyền Việt Nam đã cướp đất của dân như vụ Đoàn Văn Vươn Hải Phòng, vụ Văn Giang Hưng Yên, vụ Dương Nội Hà Nội, vụ Đồng Tâm Hà Nội, vụ Vườn Rau Lộc Hưng ở Sài Gòn, vụ Thủ Thiêm ở Sài Gòn và còn rất nhiều những vụ cướp đất khác diễn ra khắp nơi trên cả nước. Chuyện cướp đất diễn ra trên mọi miền đất nước, có vụ người dân vì ức quá mà dùng súng sát hại quan chức cướp đất rồi tự sát. Vào tháng 9 năm 2013, ông Đặng Ngọc Viết quê tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình đã nổ súng vào 5 cán bộ giải phóng mặt bằng, làm một người tử vong, 3 người bị thương. Nguyên nhân ông Viết bị chính quyền cưỡng đoạt hơn 180m² đất ở. Nguồn lợi lớn từ đất đai làm cho quan chức nổi lòng tham, dùng quyền lực áp đặt giá bèo để cưỡng chiếm đất của dân, rồi giao cho doanh nghiệp kiếm lợi. Câu chuyện Thủ Thiêm vẫn đang rất nóng hổi. Dù câu chuyện này đã qua từ lâu, chính quyền trả cho dân tiền thu hồi đất là 18 triệu đồng mỗi mét vuông. Nhưng sau đó, doanh nghiệp bán lại tới 350 triệu đồng cho mỗi mét vuông. Vụ Thủ Thiêm đã làm giàu cho rất nhiều quan chức của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa quan chức nào của Thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố cả. Vụ Đồng Tâm, một vết nhơ không thể gột rửa của chế độ. Trở lại vụ án mạng xảy ra ở hai xã Ethiu và Cư Grun, huyện Cư Grun, tỉnh Đắk Lắk. Rất có thể đây là hậu quả của một vụ cướp đất, với kết quả là công an hai xã này nhận một cú hồi mã thường. Vụ việc cần chờ thêm thông tin, tuy nhiên không loại trừ khả năng dính đến chuyện cướp đất của dân. Người dân Việt Nam thực sự rất khốn cùng. Miếng đất là tài sản lớn nhất và là nguồn nuôi sống họ. Vì lợi nhuận mà chính quyền đã bất chấp gây ra cảnh dân oan trên khắp mảnh đất hình chữ S này. Đảng Cộng sản luôn tự xưng là vì dân, nhưng cách vì dân của họ là như thế đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin vụ Đắk Lắk cướp đất dân nhận cú hồi mã thường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de